hôm nay chúng có đất sẽ đưa lên cho anh em xem một con mồi lỡ đồng khoe thố. Con chim này nó đã bắt được tầm 4 con rồi, về cũng để đi chơi tốt rồi. Con này là mọc hậu tiếng đồng khoe hay và nước chơi rất là hay. Con này là có rút dặm leo đầy đủ, còn móc lên thì vẫn giống thúc bình thường thôi, nhưng nghe chim vừa gần cây thì không cần thấy, nghe tiếng chim gần bên là nó sẽ làm một hai chân gù liền. Đây là đèo mặt, đây là trong quá trình mình cũng móc ngồi cây nó hơi ức, nó trôi bị chày một xíu thôi, không sao hết. Đây là miệng, miệng mắt con chim này thì nó đếm cặp mắt gần như là ba chồng rồi đó. Con này thì tầm nửa tháng rồi, đây là thay lông rất nhiều nên là bộ lông nó đã thưa rồi. Thay lông là nói chung là một mà tỷ lệ lông nó rụng hết là 1/3 rồi. Con chim này thì bình thường thôi, không to lắm nhưng mà dài. Cái lông con chim này thì lớn cái nhưng lông rất dày, đóng bộ quy dày tròn. Một cơm chăng. Lông con chim này thì màu lông, màu lông là vàng móc, không phải là bộ lông đen. Bộ cườm chân con chim này rất là đẹp, chân là hai bên nhơn điều. Quay kỹ chân này cho anh em xem. Nó hơi treo một tí. Thuộc thở là rất là dài. Đầu mặt rất là sáng láng nha nè. Con này thì ở nhà đặc biệt là không tranh lông. Nó chỉ ở nhà thì lâu lâu giống vài tiếng, rồi các khi gu mỏi hơi thôi, còn đặc biệt là bồi ký hoặc ngồi ghế thì nó cũng không thêm tranh lòng, nên anh em nuôi là phải biết ra rừng nó mà chơi. Kẹp chân bác đi ra đường chơi sách xuống, anh em thấy khuôn mặt nó rất là lì. Đâu mà con này thì khi nó rút chim thì anh em nghe là dầm một dầm hai là ngồi tiếng nó nghe rất là đẻ, đồng phe hơi bèo bèo một tí.
Đây thì lồng lưới máy kéo nó hơi sáng, mình bỏ xuống đất về mình móc trên cây, nhiều lúc nó ức thì nó trôi thì hơi bị chảy sơ thôi. Lông con bây giờ là đang mọc ra rất là nhiều. Con này thì vừa tầm 10 ngày hoặc nửa tháng là ấm bộ lông, thì anh em đã rừng móc lên thì bình thường không qua chim thì nó vẫn giống thúc. Giống thì mấy 4-5 tiếng hụt đầu tiên. Mà khi chim vừa ở xe hoặc là gần đó nghe gáy tiếng khu rừng vừa gần bên là nó về gáy tầm gần đó thì nó sẽ thúc về làm 2-3 chân gù liền. Từng con chim này thì rất đẹp, dựng da. Con này thì mấy năm trước là nó ở ngôi thì nói chung là rất nhiều người bắt không được con chim này nha anh em. Rồi sau này có một ông chú mới ra đánh một buổi sáng mà bắt được con chim này, là vừa là kêu lời mà ông kia nói thì ông ra là ông gặp con chim mình thì ông chơi ông thấy là gù rất là ác. Rồi sau này mình mới tiến lại và nuôi đào tạo lên thành mồi, bắt cũng được 3-4 con rồi, chưa phải là thần lắm. Lúc trước chưa thấy lông thì vàng lông quy nó là gì kín hết. Cườm thì đơn thôi, không phải cườm keo nhưng mà chằng kiềng xuống ở dưới lông rồi. Chào tất cả những anh em nào đang xem cái video của con chim này nha.